Rồng thần bao hiển linh. Lâu lắm rồi mới được triệu hồi. Ai là người triệu hồi ta? Hãy đọc điều ước của mình lên đi. Mày lại là mày à Luffy? Sao mày cứ làm phiền tao như thế hả? Tại tôi đi tìm kho báu, thế nào mà toàn tìm ra ngọc rồng thôi. Chán thật đấy. Thế bây giờ mày muốn gì? Mày đừng có mà ước tao làm đồng đội của mày nữa đấy nhá. Không, làm người ai làm thế. Thế mày ước gì? Tôi ước ấy, ông là thuộc hạ của tôi. Tôi ước tôi tìm được kho báu One Piece. Đây, kho báu One Piece đây, cầm đấy. Tí đây. Thì sao tìm được dễ thế cơ? Thôi, tôi không thích đâu. Hay là ông chỉ cho tôi kho báu ở đâu để tôi tự đi tìm. Thôi rồi, nghe cho kỹ đây này. One Piece nó nằm ở đảo Lock Teal. Mà đảo Lock Teal ấy nằm ở 2799 vĩ độ Bắc và 5878 kinh độ Đông. Nhớ chưa? Ôi, rắc rối đấy nhỉ. Thôi, ông vẽ bản đồ cho tôi đi. Đây, bản đồ chi tiết đây. Đi theo nó là đến nhá. Mà khoan đã, tôi có biết đọc bản đồ đâu. Thôi, hay là ông làm hoa tiểu tôi đi luôn nhá. Rồng thần, tôi ước anh trai mình được hồi sinh. Luffy, em đã trưởng thành hơn nhiều rồi đấy. Cùng nhau đi tìm One Piece nào. Đây không phải. Nhầm rồi. Nhầm à? Ok. Luffy, kể cả dù em có ghét anh vẫn luôn sẽ dõi theo em. Cũng không phải. Vẫn nhầm à? Anh trai tôi là Ace, Ace cơ mà. Sao trong danh sách này nhiều thằng anh trai lên đường thế nhở? Meanwhile, tôi ước anh Viêm Trộn sẽ sống lại. Tanjiro, hãy cùng anh đi diệt quỷ nào. Tôi ước có những đồng đội thật là mạnh. Cùng đi phương lưu nào, Luffy. Thế này hết mất chuyện rồi còn đâu. Rồng thần, tôi muốn có tóc. Ok. Ui, có tóc thật rồi. Ui, cuối cùng mình cũng có tóc. Sướng nha, có tóc rồi nhá. Đây là tóc giả mà. Thì mày có bảo tóc thật hay tóc giả đâu. Tôi ước mình trở nên mạnh hơn. Tôi muốn mình trở nên mạnh hơn. Tôi muốn được mạnh hơn. Cái bọn này sao chúng mày ước giống nhau thế? Bây giờ muốn mạnh lên đúng không? 100 cái chống đẩy, 100 cái squat, 100 cái tập bộ, chạy bộ 10 km/ngày trong vòng 1 năm. Chắc chắn là mạnh lên luôn. Mỗi tội là không có tóc nữa. Có rồng thần ở đây thì mình không cần phải sử dụng đến quyển đen lôn nữa rồi. Rồng thần, hãy tiêu diệt toàn bộ tội phạm trên thế giới này đi. Ok. Từ bé đến giờ mình thấy một thằng ước tự tiêu diệt chính mình. Cuối cùng thì cũng đã tìm được 7 viên ngọc rồng rồi. Tanjiro, cậu ước đi. Rồng thần, tôi ước tất cả các loại quỷ trên cuộc đời này đi tiêu diệt hết. Ok. Chuyện gì ra này? À, em gái của mày Nezuko cũng lên đường rồi đấy. Điều ước của ta là hồi phục lại cái tay trái. Ơi, không được. Đây là sự kiện canon, là không thể thay đổi được nha. Rồng thần, hãy cho tôi một đối thủ xứng tầm đi. Một đối thủ mạnh gì? Về gặp vợ và đánh nhau. Tôi không đùa đâu. Tôi muốn gặp đối thủ mạnh thì phải làm nào bây giờ Rồng thần? Thế thì chỉ còn một cách thôi. Cách gì? Đó chính là tải ngay game Học viện Dũng Thần. Game Dragon Ball đại chiến đa vũ trụ thế hệ mới. Game tập hợp đầy đủ 60 nhân vật trong truyện tranh, từ phần truyện cũ cho tới phần truyện mới, tái hiện những cuộc chiến đa vũ trụ kinh điển với các tạo hình nhân vật độc đáo, hiệu ứng chiến đấu cùng hàng loạt các chiêu thức đỉnh cao. Tham gia Học viện Dũng Thần, còn sở hữu này 1.000 lượt quay miễn phí. Vào game một cái tặng ngay Veseta SS Blue cùng với hàng loạt phúc lợi ngập tràn, AFK treo máy thả ga, tính năng đặc biệt trồng cây câu cá mới lạ, thu hoạch đổi quả. Lại quảng cáo à? Ô hay, không quảng cáo, lấy đâu tiền làm mấy cái điều ước vớ vẩn cho chúng mày? Khoan đã, ông muốn gì được đấy? Chứng tỏ ông là thực thể mạnh nhất ở đây. Hãy đầu với tôi đi. Dũng Thần, tìm cho ta một vài đối thủ mạnh mạnh như sao nào? Ok. Dũng Thần, cho ta biết tương lai của ta sẽ trông như nào đi. Ok. Đây, xuống nha. Dũng Thần, tôi không đùa đâu, là tóc thật, tóc mọc trên đầu. Thôi rồi. Đâu? Làm gì có tóc đâu? Thế mày có nói đầu trên hay đầu nào đâu? Dũng Thần, tôi muốn một đối thủ xứng tầm. Ok. Đấy, đánh nhau thoải mái đi. Sao thằng này nhiều tóc thế này? Dũng Thần, tôi muốn có một biệt danh hay hơn. Thế biệt danh của ngươi là gì? Sư cọ trùng mềm, chán quá. Công nhận chán thật. Thế muốn đổi theo phong cách nào? Một biệt danh nghe giang hồ hơn xem nào. Thế thì hay là đặt tên là Phú Lê Trùng Khăn nhá. Phú Lê Trùng Khăn nhá. Bây giờ cho một cái biệt danh ai nghe cũng vui mừng hạnh phúc đi xem nào. Phan Đình Tùng Quấn Vải. Nghe phát là biết khúc hát mừng sinh nhật rồi, là ai cũng vui mừng hạnh phúc rồi. Ngày hôm nay ta cùng hợp hân nơi. Anh hùng, ai cũng có một bài nhạc chủ đề. Dũng Thần, hãy tạo giúp tôi một bài nhạc chủ đề riêng đi xem nào. Trước xương sau thế mấy sau. Dũng Thần, hãy cho Sasuke trở về làm đi. Trước hết thì mày phải cụt một tay cái đã. Tôi nói thật đấy, Sasuke trở về làng là điều tốt nhất dành cho cậu ấy. Mày làm thế là mày hại nó đấy. Về làng xong nhá, nó vừa trốn bắt, nó vừa cụt tay, nó vừa yếu sen. Mày thấy mày hại nó chưa? Dũng Thần, trong tương lai có vẻ tôi và cửu vĩ hồ rất thân với nhau đúng không? Hả? Cửu vĩ hồ nào? Dũng Thần, trong tương lai con trai tôi Boruto sẵn sàng rất mạnh đúng không? Con trai của mày có phải là Boruto đâu. Dũng Thần, tôi muốn mọi người ai cũng biết đến gì này là Chessman. Thế thì mày chỉ cần biến hình trước mặt mọi người hoặc là quay video là được mà. Dũng Thần, tôi ước bạn ba để ý đến tôi. Thì mày cứ cưa đổ người ta thôi là được mà. Dũng Thần, tôi muốn được. Mày định biến cái video này thành 18 cộng nè. Dũng Thần, tớ có một thanh kiếm không bao giờ gãy. Thế thì lấy cái kiếm ánh sáng về mà dùng. Dũng Thần, ta ước tìm được hoa bỉ ngạn xanh, nó mọc đầy ngoài đường ban ngày ấy, ra mà lấy. Ta ước có thể đi ra ngoài vào ban ngày mà không bị cháy nóng, bôi kem chống nắng vào. Ta không đùa đâu, làm thế nào để đi ra đường mà không bị trúng ánh nắng? Làm đi ra lít đi. Ta ước ngày nào trời cũng tối hết. Mày cứ gọi Rồng Thần ra là trời tối thôi. Ta ước ta có thêm thật nhiều thông hiến quỷ. Mày ảo à? Tao là Rồng Thần chứ không phải Thánh Thần đâu mà làm được cho mày những cái điều đấy. Bước cái khác đi. Thế thì ta ước ta có thể đánh bại được Yorichi. Thế này là mày cần bao nhiêu thượng huyền quỷ nhỉ? Rồng Thần, tôi đang có một vụ án rất là hóc búa. Hãy cho tôi biết hung thủ là ai đi. Dễ thế mà cũng phải ước. Hung thủ chính là cái thằng người đen. Rồng Thần, hãy cho tôi biết danh tính của những tên trong băng đảng áo đen đi. Tôi phải trả thù bọn chúng. Đây, đây, băng đảng áo đen đây. Đấy, có giỏi đi trả thù đi. Rồng Thần, tôi muốn được kiểm soát con quỷ trong tôi. Ui giời, dễ. Đây, hãy hỏi người này là biết cách này. Chào mừng em trở thành thượng huyền quỷ tiếp theo. Thế bây giờ tôi muốn sức mạnh của bản thân mạnh lên hàng trăm lần thì phải làm thế nào? Bây giờ nhá, muốn mạnh gấp trăm lần thì phải hợp thể, mà muốn hợp thể thì lại phải vào Học viện Dũng Thần. Ông đâu, 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 cái gì hay đấy? Cái gì đấy? Muốn thử thách bản thân, tải ngay Học viện Dũng Thần. Ok các em ơi, thôi nhá. Cầm cái cát xê giải tán đấy các em ơi. Này. Nhanh nào xin về đây em ơi. Đây còn chiếu em nữa. Ok. Hay quá. Phải nha. Em ít thế. Xin tự giới thiệu, tao là Pingley YouTube. Tao ra video hai tay như một, hai tuần một lần. Anh em nếu thấy hay thì nhấn like, share và subscribe nhá. Pingley tao đi giày cấp 4 hại.